Rồi, chú chào con. Dạ, dạ, chú. Cháu ở Hà Nội vào đây ạ, vào đây chơi rồi cháu có thuê ở phòng nhà nghỉ chú. Ê, cũng phòng rất là sạch sẽ và đón tiếp cũng rất là tốt. Cháu thấy ngủ ở đây, nghỉ ở đây thấy ngủ rất là ngon giấc. Cháu chúc nhà nghỉ chú luôn năm mới luôn gặp nhiều may mắn ạ. À, chú xin cảm ơn con. Rồi chúc con năm mới, thêm một tuổi mới và gửi lời thăm gia đình, sức khỏe, hạnh phúc cho gia đình. Con đi chơi thoải mái nha. Rồi, cảm ơn con. Xin bye bye. Bye bye. Là chú gửi lại cái giấy cho con và chúc hai đứa con lên đường là vui vẻ nha. Hello. Dạ. Dạ, chào các con. Dạ. Như vậy là sáng hôm nay là các con vẫn đi chơi tiếp tục phải không? Dạ đúng rồi. Bây giờ là con có muốn nói gì về nhà nghỉ 89 không? Dạ, nhà nghỉ 89 của mình thì sạch sẽ, phục vụ nhiệt tình ạ. Con thấy mọi thứ đều rất là tốt ạ. Còn gì nữa không? Dạ. Thì nhân viên rất là nhiệt tình ạ. Con kế bên con giới thiệu về cái chỗ ở của mình đi. Gọn gàng, sạch sẽ, thoáng mát ạ. Phục vụ rất là nhiệt tình. Như vậy là các con là từ đâu đến? Dạ, con một con từ Buôn Ma Thuột ạ. Từ đó bây giờ là bây giờ là sáng hôm nay là sẽ về đâu? Dạ, bọn con sẽ về Hàm Tân rồi qua Long Thành Đồng Nai ạ. Tất nhiên là mỗi chỗ là đi một ít. Dạ. Có cái thời gian để mà vui xuân. Dạ. Rồi khi mà về lại thì về nơi đâu? Dạ, con sẽ về thành phố Hồ Chí Minh rồi con quay về Buôn Ma Thuột lại. Rồi, như vậy là ok. Tuổi trẻ là phải đi chơi như vậy nha. Dạ. Rồi và các con đã đi làm thì là làm ở đâu? Dạ, con thì con mới vừa học ra trường thôi. Vâng. Rồi, con học ngành nào? Con học kế toán ạ. Vâng, cảm ơn con. Dạ. Chúc con sẽ theo ý nguyện dạ. Và làm sao cho gia đình được vui và cái hướng đi của mình khi công tác thì sẽ thành công. Dạ. Nha. Cảm ơn con nha. Con cũng chúc gia đình chú sức khỏe và nhà nghỉ của mình làm ăn phát đạt không ạ. Cảm ơn con nha. Dạ. Rồi, bye bye. Là hai đứa. Đi nha. Dạ. Chú gửi lời thăm gia đình nha. Dạ, tạm biệt chú ạ. Rồi. Bye bye nha. Bye bye. Bye. Thank you.